chú đây. À, chú năm mới không biết không là có gặp bo không, nhưng mà chú sẽ mừng tuổi nha, mừng tuổi bo nha, để năm mới bo phải ok con ngại, con ngại đây đây đây, mẹ đứng cùng. Năm mới thôi, con nghe chú nói, khoanh tay vào. Năm mới bo mạnh khỏe á. Đi đi lớp rồi đúng rồi. Đi lớp rồi. Học giỏi nhá. Vâng ạ. À, nghe vâng lời mẹ và mọi người nhá. Vâng ạ. À. Vâng, chân dày quá, vâng chết rồi. Ôi trời ơi, chân dày. Đấy, con chú mừng tuổi. Ô ôi con nói sao nhỉ? Này. Ôi ôi, chú học đây này. Đây là phong bì của công an Hà Nội nhá. Chú chúc con sẽ trở thành công an nhá. Hai tay. Nhá. Con gì nhỉ? Con màu u à? Không, đây là công an Hà Nội nhá. Con cảm ơn chú chưa? Con cảm ơn chú. Yeah. Bây giờ con 3 này. Khoan đã là sao nhỉ? 5 này. 6 này. 7 8. Ừ, công an, công an Hà Nội là cũng lính cứu hỏa, lính cứu hỏa mà, lính cứu hỏa là thuộc công an Hà Nội mà. Lính cứu hỏa thì phải đưa lì xì đấy rồi. À, nhiều quá. Chú Toàn lính cứu hỏa 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 10 này đó. Con xin đi, con xin Toàn. Con xin đi. Con lấy của chú Hải cơ. Nào, đứng đứng trước mặt chú Toàn. Nào. Khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Chú Toàn. Chú Toàn đây mà sao lại thế này? Đây chú Toàn ơi. Chú Toàn đây. Đây chú Toàn đây mà. Đây chú Toàn đâu? Chú Toàn này. Chú Toàn đâu? Chú Toàn đâu? Cảm ơn chú Toàn. Được rồi, thế thôi. Con xin. Bên đầu kia đưa nó đi. Đưa nó mấy tờ đẹp kia đi. Đây này, tờ này đẹp hơn này. Bo tờ này đẹp hơn này con. Đây tờ đẹp hơn. Con xin chú đi. Con chả chú cảm ơn nhá. Chuyện mày quá không lấy à? Con cảm ơn đi. Con cảm ơn nhau, tưởng giống nhau. Rồi, chú. Rồi con chúc mừng năm mới mọi người đi. Chúc mừng năm mới.